Hôm nay là những ngày cuối tuần thì Phước Sửu rất là vui được Hồng Thảo đưa Phước Sửu đi đến một cái dự án rất là đẹp tại quận 7, một cái dự án gọi là mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh. Thì Hồng Thảo ơi, với cái dự án mình đang đứng như vậy đó thì với cái tên dự án là gì? Dự án Ecoring Sài Gòn. Một cái dự án cái tên rất là hay phải không? Nằm mặt tiền Nguyễn Văn Linh và nó rất là gần khu chế xuất Tân Thuận. Thì cho Phước Sửu hỏi Hồng Thảo đó, thì cái dự án này là của tập đoàn nào dựng và quản lý về thảo? Dự án Ecoring Sài Gòn hiện tại là do tập đoàn Xuân Mai làm chủ đầu tư. Là một dự án đầu tiên của tập đoàn Xuân Mai tại thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh phải không Thảo? Dạ đúng rồi anh. Ecoring thì với tâm huyết trở thành một cái siêu dự án chung cư đẳng cấp và một cái công trình kiến trúc và là một cái biểu tượng rất là đẹp tại quận 7. Thì Hồng Thảo ơi, sau này Ecoring nó là một cái biểu tượng của quận 7 thì nó có cái nét đặc trưng gì mà nói đến nó là sẽ là một cái biểu tượng phải không Thảo? Ecoring Sài Gòn sẽ nắm giữ những lợi thế vô cùng to lớn nhờ vị trí và cái tiện ích hiện đại, đặc biệt là việc hé lộ siêu phẩm sắp hao khối đế sở hữu lâu dài được đầu tư tập trung và bài bản từ thiết kế cho tới các điểm nhấn đặc trưng để tối ưu các lợi thế cạnh tranh, thì Ecoring sẽ trở thành biểu tượng mới tại khu Nam Sài Gòn và sẽ sớm lọt vào tầm ngắm của rất là nhiều nhà đầu tư thông thái. Thảo đang giới thiệu cho Phước Sửu về một cái chủ đầu tư rất là lớn với những cái căn hộ gọi là cao ốc rất là cao tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh là Ecoring. Thì cho Phước Sửu hỏi Hồng Thảo tí xíu là địa chỉ của cái dự án này tại đâu vậy Hồng Thảo? Ecoring Sài Gòn tọa lạc tại địa chỉ 107 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây. Dự án Ecoring sở hữu một cái vị trí đắc địa như một cái comba kết nối các trung tâm thành phố như là quận 1, quận 2, quận 4 thông qua cái đại lộ Nguyễn Văn Linh 12 làn xe. Đúng rồi. Xác. Giống như Phước Sửu và Hồng Thảo đang đứng ở đây là mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh luôn và là đang mở rộng rất là lớn rồi. Đúng và rồi, thành nhiều làn đường rồi. Dạ. Thì shop house mà của cái tại dự án này thì nó nằm ngay mặt tiền đường lớn này luôn phải không Hồng Thảo? Dạ vâng đúng rồi anh. Anh có thể tham quan một số cái shop house đường là shop HR1, HR2 và M2. Diện tích của những cái shop này rất là rộng lớn và có thể kinh doanh rất là nhiều cái thương hiệu mặt hàng. Rồi Hồng Thảo ơi, cho Phước Sửu hỏi một tí xíu á. Thì đối với những cái shop house của dự án Ecoring này thì diện tích của những cái shop house này á, là bao nhiêu mét vuông về Hồng Thảo? Diện tích của những căn shop house dao động từ 180 cho tới 386 mét vuông. Và bây giờ Phước Sửu và Hồng Thảo đang di chuyển đến là căn hộ thực tế, căn hộ shop thực tế của dự án Ecoring, một cái căn hộ nằm ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh. Thì Hồng Thảo sẽ giới thiệu chi tiết cho quý anh chị rõ hơn về cái căn hộ shop house của mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh của dự án Ecoring nhé. Dạ đúng rồi anh, đây là shop house HR2 nằm ngay mặt tiền Nguyễn Văn Linh của dự án. Diện tích của những căn shop HR1 và HR2 từ 180 cho tới 386 m2. Các bạn có thể thấy là shop house của chúng tôi bàn giao hoàn thiện bên ngoài và bàn giao thô bên trong. Khách hàng có thể về decor và thiết kế theo cái mục đích sử dụng kinh doanh hoặc tuyệt là vời. Vừa để ở. Hoàng Thảo à, Hồng Thảo à, với cái dự án này á, thì chủ đầu tư là gọi như là bàn giao bên ngoài hoàn thiện và bên trong thô. Và một cái điều đặc biệt đối với dự án này á, là quý khách hàng có thể là tự là decor cái shop house theo ý của mình. Và một cái nữa là chủ đầu bên khi mà khách hàng sở hữu thì có thể làm tầng lửng của cái tầng trệt phong Hồng Thảo. Dạ đúng rồi, tầng lửng có thể kéo dài từ 21 cho tới 80 mét vuông, rất là rộng. Chúng ta có thể thoải mái kinh doanh cho thuê ở trên và cái tầng 1 thì để ở. Thì cái chiều cao của tầng 1 và tầng trệt đó là 5 mét rưỡi, bao gồm cả cái tầng lửng và tầng 1 ở trên là sẽ là 4 mét rưỡi. Quá tuyệt vời. Thì ngoài cái gọi là khách hàng có thể thiết kế tầng trệt và tầng lửng thì mình sẽ có một cái không gian gọi là tầng 1 của căn shop house này luôn. Thì Phước Sửu và Hồng Thảo khám phá trực tiếp cái tầng 1 này nha. Dạ. Hồng Thảo ơi, như Phước Sửu đang nhìn thấy ở đây đó là đối với tầng trệt thì vẫn có một cái lối thoát hiểm.
để di chuyển vào bên trong tòa nhà và di chuyển ra những cái cụm tiện ích của những khu dân cư. Đúng rồi. Với cái lối thoát hiểm này thì đưa quý anh chị và quý cư dân có thể là đưa ra cái sảnh lễ tân và cái tầng trệt rồi có là khu là cùng những cái cụm tiện ích của khu dân cư. Rồi bây giờ là Phước Sửu Phòng Thảo sẽ cùng di chuyển lên thực tế của cái tầng 1 shop house dự án Eco Green ha. Hồng Thảo ơi, cho Phước Sửu hỏi tí xíu là đối với cái shop house của cái dự án này thì diện tích của những cái căn này là bao nhiêu vậy Hồng Thảo? Diện tích là từ 180 cho tới 386, hoặc là có những căn là được 403 mét, rất là lớn. Khách hàng có thể sử dụng làm trung tâm thương, làm trung tâm lớp học này, rồi trung tâm ngoại ngữ, hoặc là ngân hàng, khu mua sắm làm đẹp, thời trang, rất là nhiều cái mục đích sử dụng kinh doanh, hoặc là cho thuê lại những cái thương hiệu lớn, ví dụ như là KFC nè, hoặc là Phúc Lâm đó. Thì nói như Hồng Thảo đã giới thiệu về cái shop house này thì gần như tầng 1 là một căn hộ rồi. Đúng rồi. Thì mình có thể là cho thuê riêng lẻ. Đúng. Và có thể kinh doanh với hai hình thức di chuyển. Thứ nhất là cầu thang đi lên bên khi nãy, và ngoài ra thì có một cái cửa bên này. Đúng rồi, cửa thoát hiểm ra tầng 2 của căn hộ. Thì đối với cái diện tích căn hộ như thế này, mình có thể thiết kế làm từ 1 tới 2 phòng ngủ, hoặc là có thể làm vừa kết hợp vừa ở vừa là văn phòng, rất là tiện. Rồi, thì bây giờ Phước Sửu và Hồng Thảo di chuyển ra cái tầm view của cái dự án shop house này ha. View của chúng ta là ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, thì đối diện ngay cái hành lang công viên của dự án, cho nên là nó sẽ hạn chế rất là nhiều tiếng ồn, bụi bặm, xe cộ. Hồng Thảo ơi, với cái tầm view này thì mình trực diện ra đường Nguyễn Văn Linh phải không Hồng Thảo? Vâng ạ, đúng rồi anh. Và không phải là nó cách Nguyễn Văn Linh là một đoạn gần, nhưng mà lại có một cái công viên rất là đẹp và gọi là giống như Hồng Thảo nói là nó tránh tiếng ồn phải không Hồng Thảo ha? Dạ vâng ạ. Rồi. Cảm ơn quý anh chị đã xem qua những cái video của Phước Sửu và Hồng Thảo đã review thực tế cái shop house của dự án Eco Green. Để có nhiều cái thông tin đầy đủ hơn, chính xác hơn và cập nhật thường xuyên về cái giỏ hàng shop house của dự án thì quý anh chị hãy liên hệ với Hồng Thảo và Phước Sửu theo thông tin nào Hồng Thảo nhỉ? Đại lý bất động sản Golden Home phân phối chính thức dự án shop house khối đế Eco Green. Với cái địa chỉ bên mình là thuộc Phú Mỹ Hưng, với địa chỉ nào Hồng Thảo? 232 Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7. Phước Sửu và Hồng Thảo sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị, và xin hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.